Hai anh em chúng tôi đi lên đây thì gặp gặp chỗ mà cái đoạn cái bụi bương nhá mọi người nhá. Thì đây anh Huy anh đang lấy con sâu măng để mà trưa nay anh em ăn cơm. Con này ăn sống luôn rồi anh nhỉ? Sống, lấy một con ăn thử xem nào. Đây hai anh em đang dừng lại chỗ cái bụi bương này để mà lấy con sâu măng nhá mọi người nhá. Đây này. Phải công nhận là đi rừng thì có nhiều cái hay mọi người ạ. Thế là cái này nấu canh cũng được nhỉ? Ồ, nấu canh măng ăn ngon chứ. Nấu canh với măng phải không? Thế là... À còn nhiều lắm rồi ạ. Nhiều chứ. Thế lấy về nấu canh cây với măng. Cây được hơn cân á. Một cây á? Có cây được hơn cân á. Có cây được hơn cân. Cái này xuống mấy đấm rồi. Móc này. Ôi, mùa chắc chả gì móc à. Đang ở chỗ này, đang hoa tiến, có một gì phân bón có tình yêu, có hầm, có. Mệt mọi người ạ. Chào mọi người nhá. Đấy. Rừng núi đang nó rất hoang sơ mọi người ạ. Ở đây. Đây kia là cái khe suối nha mọi người nhá. Ở đây từ đây xuống khe suối chắc phải rơi vào khoảng hơn 100 mét. Tôi khá mệt rồi, là phải tiếp tục đi theo anh em nữa, không thì sợ bị lạc mất mấy anh em đi trước mọi người ạ. Tía lên đoạn trên kia là cái khu trên kia là hôm trước năm ngoái thì anh Huy anh đi lấy một tổ rồi, nhưng mà thường thường là ong ấy thì khi mình lấy tổ của nó thì cái con đầu đàn đó, anh à, con đầu đàn của nó sẽ quay lại để mà dẫn thợ làm tổ ở năm tiếp theo. Thì năm ngoái là anh Huy anh lấy một tổ trên kia rồi, thì hai anh em đang lên trên kia để mà xem năm nay tổ ong năm ngoái còn làm ở đấy không. Trời hôm nay cũng khá nóng mọi người ạ. Bây giờ đoàn mấy anh em bọn mình chia làm hai tổ nhé mọi người nhé. Hai anh em bên kia thì đang đi ở cái sườn đồi bên kia. Còn đây mình với cậu Tuyển là chia ra bên này để mà tìm sườn đồi bên này. Nhưng mà
đi bây giờ cũng khoảng 12 giờ chưa chưa thấy tổ ong mặc vào, khá vất vả đấy. Đây mình đang đứng dưới một gốc cây sú rất to mình ạ. Đây này. Cây này chắc đường kính về tầm mét hai nhỉ. Ồ thế. Cái này cái to mô, từ dưới kia. Cái này nhỉ, to này. À, cái này nó to hơn. Cây kia to hơn mình ạ. Đường kính cây kia chắc phải tầm mét rưỡi. Đây. Đây cái xuống mình ạ. Cây này đường kính chắc khoảng mét rưỡi. Đây mình đi từ sáng giờ cũng hơi đói rồi. Xem có nhặt được mấy quả sú ăn tạm. Sâu hết rồi mọi người ạ. Đây, quả gì lạ chưa? Đây. Mình đang ngồi dưới gốc cây sú rất to mọi người ạ. Đang tính nhặt mấy quả sú để ăn mà. Sâu hết rồi. Đây này. Nhặt lên mấy quả sú ăn cho nó. Đi đi bây giờ cũng hơi đói rồi. Nhặt được quả sú nhưng mà sâu hết rồi mọi người ạ. Mệt rồi nên là bây giờ mấy em đang dừng để nấu cơm ăn cơm mọi người ạ. Nay tôi và anh Huy có dừng lại chỗ cái bụi măng bương ấy thì có lấy được ít sâu chít thì mấy anh em nấu canh với măng nha mọi người nhé. Đây thì xôi mang ở nhà đi này mọi người ạ. Có rượu không nhỉ các bác nhỉ? Có đây. Rõ một gì ạ? Nè, đây là rõ. Đâu xong cái này bộ. Khá đói rồi. Mới đấy. Mời nắp đi chứ mà uống chứ. Mời mọi người ăn cơm rừng với chúng tôi nhé. Rồi. Sức khỏe nha. Ủa, hai con lâu hai uống. Lâu không ăn đi đâu miền. Cấp cao ấy. Mời cả nhà nhá. Đói nhỉ. Ăn cơm rừng cảm giác rất ngon mọi người ạ. Cảm ơn anh kia mua. Sáng nay cậu Tuyển đi thăm bẫy được một con chuột với một con chim. Hai đợt. Ừ trời. Chào. Quay nhìn. Nhìn kỹ nha.
Lâu quá nhiều. Uống rượu à. Làm mấy chứ. Ui. Mấy anh em ơi. Đây măng nứa mọi người ạ. Mấy ông ăn quá con sâu. Nó sâu trong canh đó. Quay nó nhìn bên ngoài. Đây một cái má sâu bồng này. Cái móc của mẹ. Khắc gì. Sâu bồng nó tốt này. Mới móc này khâu khai. Thế rồi. Chỉ lường ống siêu vài mẹ ống vừa thực bệt bắp bồng nó. Là phải ăn nữa. Cái tí hay nó có. Bệt bắp bồng mình nhỡ quá. Về đi. Mới nhớ rồi. Mới thức ăn. Đang cái khá này. Chắc cái toàn là. Mày ba. Làm thìa nhá. Một canh nhá. Thế này. Cái con sâu chít này thì nếu mà để mà làm mùi gấu cá thì không có nào bằng con này nhỉ. Không. Hay là tô dung. Rồi. Cái này ngon. Sâu chít này gấu cá thì nhất. Cá mà ăn con này chết luôn á. Chết đúng rồi. Câu mắc phải câu lên là thịt luôn thì chết. Ngon thật. Anh Huy này là ngày xưa là thuộc anh cũng đi bộ đội 2 năm ấy. Anh đóng quân đâu nhỉ? Quảng Trị. Quảng Trị á? Quảng Trị. Đi có được tận cầm súng hay là đi cầm xẻng nấu cơm? Đi nuôi con heo. Nuôi con heo. Nuôi con heo thôi. Cuối cùng đấy về nhà có hai chân rồi chứ mày, heo chứ mày.